hôm bữa mình có một cái video giới thiệu cho các bạn test rất nhiều về cái cặp Onkyo E83AMK3 mà mình chưa có test với những cái bộ âm ly và những thiết bị nghe đi kèm của nó là cũng trước 75. Hôm bữa mình test với cái âm ly nó sau 75, hôm nay mình sẽ test với một cái đầu bằng cối và một cái âm ly Pioneer trước 75 luôn. Thì như vậy là cả bộ chúng ta đều trước năm 1975. Đôi Onkyo E83AMK3 này thì có mức giá là 11 triệu rưỡi, âm ly Pioneer SX636 rẻ hơn, nó mức giá 8 triệu một đầu bằng cối Pioneer. Model là RT707, mức giá là 12 triệu. Đôi loa này thì sản xuất năm 1970, âm ly năm 72, bằng cối năm 70. Như vậy thì toàn bộ đều trước năm 75 nhé. Bạn nào xem video của Nguyên Hùng Audio bằng cách ủng hộ mình thì hãy bấm nút đăng ký nhé, sau đó bấm vào cái chuông thì bạn cũng sẽ cập nhật được sớm những video mình đăng lên. Đôi loa này thì nó bass 30, mic càng gan, test càng gan. Âm ly này thì sò sát bỏ gỗ rất là đẹp. Bằng cối này thì nói chung là dòng đỉnh nhất của Pioneer, không phải là nhất nhưng mà nó là một trong những dòng đỉnh nhất. Gây thu phát hai chiều, bốn cắt này, đục loa các bạn thấy còn rất là đẹp nha. Đó, phía sau như thế này này, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bật âm, mình bật rồi mình sẽ test bài nửa vòng tay lớn. Mình sẽ gắn để mình gắn điện âm ly vào đây nha. Yeah.
sương vào đời và nụ cười nối trên môi. Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi, vượt tháp treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nối liền biển xanh sông gấm nối liền một vòng tự sinh. Liên hệ mình sớm nhé.